Chào các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn biết một cách hay khi mà các bạn sử dụng những cái chai sữa tắm. Là các bạn, đây là những chai sữa tắm mà mình tắm xong hết rồi á, và mình chỉ có thể là đem đi bỏ và bán dây chai thôi ha. Đó thì mình sẽ tận dụng cái chai này lại, rất là hay luôn đó, mình tận dụng cho cái việc khác ha. Rồi bây giờ đó, mình sẽ bắt đầu vào cái tận dụng lại cái chai này, thì các bạn sẽ thấy nó cực kỳ là hữu ích luôn nè. Mình sẽ dùng cái bút. Bây giờ mình sẽ vẽ lên đây ha. Đây thì mình chỉ vẽ sơ sơ thôi ha, chứ không cực đẹp. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt theo cái hình này các bạn ha. Mình sẽ dùng cái dao nè. Rồi mình chỉ cần khoét thêm cái lỗ nhỏ ngay đây và cái lỗ nhỏ ở dưới đất này nữa là ok nha các bạn nha. Còn cái bọc này mình chỉ cần xé ra thôi là mình sẽ không còn thấy cái vết mực nữa ha. Đó. Rồi mình dùng khăn để mình lau sạch nước nha. Rồi, sau khi mình tạo hai lỗ như vậy là xong các bạn nha. Như vậy là mình đã là hoàn thành xong rồi đó. Bắt đầu mình sẽ sử dụng nó. Rồi, bây giờ mình sẽ rút cái dây sạc ra nè. Mình đi vào đây. Sau đó mình luồn lên phía dưới nè. Rồi mình dùng cái này để mình sạc pin nha các bạn nha. Đó, các bạn thấy không? Rất là ok nha các bạn nha. Đó, mình sẽ tận dụng những cái chai mà mình đã bỏ ra. Đó, những cái chai đó đó, mình bỏ ra thì mình sẽ cắt như thế này để mình tận dụng, mà mình máng lên trên cái cục sạc luôn để mình sạc pin những cái điện thoại của mình, trong khi cái những cái cục sạc của mình hay ổ cắm của mình nó nằm ở trên phía trên cao và mình nó không nằm ở gần cái trên mặt bàn, thì mình sạc pin khó thì mình áp dụng theo cách này nè, mình làm chế theo kiểu này để mình có thể sạc pin được ha, và mình máng cái điện thoại lên như thế này thì nó sẽ không có bị gớt các bạn nha. Rồi mình hy vọng cái video này sẽ hỗ trợ các bạn khi các bạn muốn tái chế lại những cái chai nhựa, những cái chai xà bông mà bỏ mà mình muốn sử dụng lại, tái chế lại thì tận dụng và tái chế lại như thế này thì nó sẽ thực sự là hữu ích cho các bạn nha. Rồi video mình chia sẻ đến đây hết rồi. Nếu các bạn cảm thấy video mình hay và hỗ trợ các bạn thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh mình thêm phát triển các bạn nhé.